Ông là một chiến sĩ giải phóng quân, bộ đội địa phương của tỉnh Quảng Nam, tham gia 79 trận đánh và 9 lần bị thương. Hiện nay thì ông chỉ còn có một bên tay. Các anh quyết định là thay vì thắp hương thì đó là những điếu thuốc lá. Vâng, những điếu thuốc lá đang tỏa khói. Một điếu thuốc cũng chia đôi. Các bạn có lẽ cũng biết bài hát, bài ca không quên. Nhân dịp kỷ niệm trở lại tượng đài núi Thành, nay này năm xưa, trận đánh đầu tiên nhân dân Việt Nam đánh với đế quốc Mỹ tại nơi này, những đồng đội chúng tôi đã nằm tại nơi này và hôm nay đến tưởng niệm cho các đồng chí không mang hương đi nhưng mà gói một điếu thuốc để kỷ niệm ấm lòng những đồng đội đã nằm xuống nơi này. Một tay để lại chiến trường, một tay tôi đến thắp hương cho các anh. Từ đây chậm chậm vô đi. Trước tượng đài sẽ thắng các cựu chiến binh và đại diện của Việt Nam. Nếu thời gian gỡ nỗi đau, đi tìm đồng đội rừng sau gửi mình. Cao cao khối núi xây thành, trong veo đời của các anh em nào. Gà rừng gái thức chim bao, đâm đưa võng lặn đêm thâu không nhà. Nước non muôn dặm đường xa, cùng mang nghĩa nước tình nhà đến đây. Dưới cờ tay nắm chặt tay, trắng bông lau của đất này lòng ta. Không đàn trăm tiếng suối ca, không ghi mài chí cũng là vì dân. Gian nan đè mỗi bước chân, chết đi nhẹ mỗi lá rừng tự rơi. Chút sau băng rừng góc trời, giữa mênh mông núi ai người nhớ nhau. Hòa bình khép lại khổ đau, mồ ăn hoang vắng lá sầu rụng rơi. Phố đông hoa lặng tiếng cười, giật mình năm tháng núi đồi trái lưng. Ngược dòng quá khứ rưng rưng, nghe như lau lách cứ từng bước đi. Bây giờ hãy cảnh phân ly, đi tìm đồng đội từ quy gọi bày. Xin hãy đặt. Hiện nay thì chúng tôi đang có mặt tại tượng đài chiến thắng núi Thành. Trước mặt tôi thì trùng trùng điệp điệp núi, cũng không biết là núi gì. Đấy có phải dãy Trường Sơn không thưa bác? Các bạn có thể nhìn thấy là trùng trùng điệp điệp những cái dãy núi ở trước mặt chúng ta. Và bộ đội ngày đấy thì ở cái dãy núi còn phía đằng sau nhất. Và từ đấy mà vận động về dưới này để chiến đấu rồi lại quay trở lại với hậu cứu của mình. Hiện nay thì những cái hàng cây đã cao và không nhìn thấy được cái dải núi, núi Thành. Và không nhìn thấy những cái đồi mà diễn ra trận đánh. Nhưng mà nếu thấp thoáng thì cũng có thể nhìn thấy nó thấp nhất và gần đây nhất. Những người chiến sĩ đã không thể nhìn thấy cái trận địa của mình. Và tượng đài chiến thắng ở đây thì tại sao họ lại chọn cái nơi này? Nếu như không giải thích, không nói rõ thì du khách có thể rất là nhầm hiểu rằng đây chính là nơi đã diễn ra trận núi Thành, thưa ông. Thế là ở đây là hồi trước á, đường đi lên cái trận đánh á, là nó chưa có. Cho nên là anh tỉnh ủy với ban nhân dân tỉnh Quảng Nam á, là chọn cái chỗ này để là nó gần đường, gần biển để người ta nhìn thấy. Và có cái thế hệ sau này họ đấy họ ôn lại truyền thống thì họ cũng giữ đi hơn. Cái chỗ này trước là một cái gọi là ô vuông, một cái tiểu đoàn pháo của Mỹ đáng. Thì sau này cái chỗ này chỗ thuận lợi nhất cho cái có cái thế hệ mà đánh tay để ôn truyền thống, cho nên là chọn chỗ này cho nó dễ. Chứ còn nếu cái chỗ trận đánh diễn ra thì nếu đường chim ba theo cái hướng tây bắc của tôi, tây tây bắc thì nó là 1.000 cây, mà 1.000 mét. Còn nếu mà đi vàng đi theo đường bây giờ có đường rồi, đi theo đường thì phải mất 6.000 mét.
Quý vị và các bạn đang theo dõi cuộc trao đổi của chúng tôi với hai cựu chiến binh, hai chiến sĩ giải phóng quân tham gia trận đánh Núi Thành, nhân chứng và là người trong cuộc. Anh hùng lực lượng vũ trang Trần Ngọc Ảnh, thưa ông, khi tham gia trận đánh Núi Thành thì lúc đấy ông có một cái cương vị gì ở trong trận đánh và là vai trò, ví dụ như là cấp bậc chức vụ của mình và nhiệm vụ trong cái trận chiến cụ thể đó? Tôi lúc đó là thủy đội trưởng và đảm nhận trận đánh này là tôi là mũi trưởng mũi thật sau. Mũi thật sau á, được giao nhiệm vụ á, tức là khi nổ súng á, dân tráng dẫn tổ đánh trà thẳng lên trên cái chỗ chỉ huy của nó và quả lực và thông tin liên lạc. Nhiệm vụ là tiêu diệt hết bộ phận đó, đồng thời kết hợp với có cái mũi tiến công bên ngoài đánh vô để chiếm lĩnh trận đánh. Bác Ảnh năm nay bao nhiêu tuổi ạ? Tôi năm nay là 70 tuổi. Dạ, 70 tuổi nhưng mà có thể là do cái trận chiến tham gia nhiều cho nên em thấy sức khỏe của bác là có vẻ như cũng không được tốt lắm. Rất là cảm ơn bác đã tới đây để hương khói cho đồng đội và cũng là tham gia chương trình của Uyên Uyên Việt Nam. Xin chào bác tá, và bác có thể chia sẻ được vai trò nhiệm vụ của bác trong cái trận chiến đấu tại Núi Thành này không ạ? Ngày đó tôi là chiến sĩ của đại đội 2, thì được phân công 72 đồng chí đánh, thì trong đó có tôi. Thì tôi đi theo mũi có đồng chí Trần Ngọc Ảnh. Thì mũi đồng chí Ảnh nói chung thật sâu chia cắt đến đâu thì tôi là người chiến sĩ đi theo đồng chí Ảnh tham gia trận đánh này. Đối với về trận chiến thì trận Núi Thành là trận đầu tiên đánh Mỹ, nó khẳng định cái quyết tâm dám đánh và đánh thắng. Nhưng đối với một con người cụ thể thì có thể nói là bác Trần Ngọc Ảnh là cái người đầu tiên đánh Mỹ. Đúng như thế, bởi vì là trận đánh đầu tiên nên cho nên là bọn tôi cũng là người đầu tiên đánh Mỹ. Và cũng là một người là tôi là người đầu tiên điểm quả cho trận đánh, và đồng thời cũng là người mà đã dùng quả lựu đạn để đánh trên đầu trên Mỹ. Và từ cái trận đánh này á, thì nó có mấy vấn đề thế này, tức là giải quyết được nhiều vấn đề, đó là tư tưởng gồm sợ Mỹ và cái quyết tâm của đảng chính quyền và các lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam đến Mỹ, rút được kinh nghiệm đánh Mỹ và cái phong trào đánh Mỹ, tìm Mỹ mà đánh, gặp Mỹ mà diệt thì xa cái trận Núi Thành. Thì rồi là xa này thì đối với cái trận Núi Thành thì lúc đó thì phải nói là một cái trận lớn, nhưng mà sau này thì nhiều cái đơn vị đã diệt có chiến đoàn Mỹ, ví dụ như là ở Vòng Tường rồi đó. Nhưng mà là đi vào lịch sử thì chỉ có một ít thôi, chỉ có diệt 130 tay một đời đầu Mỹ thôi, nhưng mà là được rồi đấy, và được cấp trên khen tặng cho đơn vị, tức là Núi Thành anh liệt quyết chiến đoàn công, rồi là quyết tâm đánh thế giới mới xâm lược. Bây giờ cái lá cờ thì cũng còn ở bảo tàng quân khu 5 á, nhưng mà anh tá giữ, nhưng mà sau này bị bom bị rồi là nó xam hết rồi, mà bây giờ họ cũng còn giữ trên đó và tôi cũng đã xem được trên đó rồi. Và tỉnh đảng chính quyền và lực lượng của trong Quảng Nam á, được Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam tặng cái cờ là tám chữ vàng: trung dũng, kiên cường, đi đầu, diệt Mỹ. Và đến bây giờ thì cái truyền thống đó vẫn, tỉnh Quảng Nam vẫn được phát huy. Cụ thể là việc xây dựng cái tỉnh trở thành những cái tỉnh, một trong cái tỉnh giàu của cả nước. Cảm ơn bác ạ. Cảm ơn hai chiến sĩ giải phóng quân miền Nam. Cảm ơn nhân dân Quảng Nam. Trung dũng, kiên cường, đi đầu diệt Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, vâng, như đã hứa thì nếu quý vị và các bạn theo dõi Uyên Uyên Việt Nam, trong thời điểm mà Tổng thống Obama sang thăm Việt Nam, chúng ta đã có một video về trận Núi Thành, còn được gọi là chiến thắng Núi Thành. Và đấy là những số liệu mà Uyên Uyên Việt Nam có được. Nhưng nhân chứng thì hôm nay chúng tôi
do một duyên kỳ ngộ đã được gặp hai người chiến sĩ tham gia vào trận núi Thành, đó là anh hùng lực lượng vũ trang Trần Ngọc Ảnh và cựu chiến binh thương binh Nguyễn Văn Tá. Và bây giờ trận đánh núi Thành sẽ được tái hiện trước lời kể của các anh. Xin mời các ạ. Thì chúng ta đã nói là người dân Việt Nam thì chúng ta đều hiểu rằng hiệp định Paris về Việt Nam á, thì bị Mỹ xóa, cho nên Mỹ biết đưa cái ngôi đình diệm về làm tổng thống để xóa hiệp định Paris. Hàng là chia cắt cho lâu dài cái lãnh thổ Việt Nam thành hai miền. Thì Mỹ bắt đầu tiến hành là cuộc chiến tranh thực dân kỷ mới. Nó là nội bộ đánh nhau thì không phải, vậy là ta sai của Mỹ. Dưới sự bổ trợ của Mỹ, thực dân kỷ mới, chiến tranh đó thì Mỹ nắm hoàn toàn lực lượng, không phải là đổ quân ồ ạt như sau này. Thì chiến tranh thực dân kỷ mới là bắt đầu sụp đổ, Mỹ tiến hành là một chiến tranh đặc biệt. Thì năm 65 á, thì Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh đặc biệt để ồ ạt đổ quân vào miền Nam Việt Nam. Ồ ạt đổ quân vào miền Nam, lúc đầu là 66.000 quân. Thì ở Quảng Nam á, thì nó đổ một sư đoàn 3 triệu quân lực chiến lên núi Thành, lên Chu Lai, tức là giữa biên giới giữa Bình Sơn, Quảng Ngãi và hầu nữa là gọi là huyện Lý Tích, tỉnh Quảng Tích, quận Lý Tích, tỉnh Quảng Tích, thì bây giờ là huyện núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Thì bắt tình hình như thế thì phải nói rằng là trang cái lúc mà Mỹ đổ quân và đưa tất cả những phương tiện chiến tranh hiện đại nhất lúc bây giờ của Mỹ, kể cả quân bộ binh, sư đoàn 3 thì quân lực chiến là sư đoàn tinh nhẹ nhất đã từng đi đánh các cái nước khác. Thế thì tình hình như thế thì phải nói rằng là chúng ta, lực lượng của chúng ta lúc đó thì nó còn nhỏ, trang bị thì nó yếu hơn so với nó, nhưng mà với tinh thần của một dân tộc anh hùng, cho nên là Ban Chấp hành Trung ương và Quân khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu chủ trương là tiêu diệt. Thế thì từ ngày một thế này, tức là ngày 17 tháng 5 ấy, thì Mỹ đổ quân vào núi Thành. Thì tới ngày 13 tháng 5 ấy, thì Mỹ đưa một cái lực lượng, một đại đội thông báo lên dùng đưa xe tăng yểm trợ, máy bay yểm trợ và đưa đại đội lên đến núi Thành đánh cho. Thế hàng đó là ngang chặn giữa cái lực lượng cách mạng ở trên núi và cái số dân đã đưa về ở dạt theo cái đường rải xe lửa và cái khu an tăng bây giờ đó. Thế thì hàng ngày á thì Mỹ tiến hành là chấp tiến đồng sang sân bay Chu Lai để đảm bảo cho được cái lòng sân bay Chu Lai thì phải đóng cái thành rồi nữa. Thì ý định của thằng Mỹ á, thì dùng cái sân bay Chu Lai á, để khống chế toàn bộ cái vùng chiến thuật mộc và vùng Tây Nguyên, sân bay Chu Lai một trong những căn cứ không quân lớn nhất ở Việt Nam lúc bây giờ. Thì tình hình lúc đó như thế thì đối với chúng ta thì cũng như tôi nói hồi nãy, một cái tỉnh Quảng Nam á, một cái nơi gắn đổ quân á, là một cái nơi đầu tiên thành lập chi bộ tỉnh Quảng Nam, chi bộ đảng của tỉnh Quảng Nam ở đó, ở Tâm Nghĩa, Tâm Nghĩa bây giờ đó. Thế thì dân ở đây rất có truyền thống, cho nên trước cái tình hình mà vũ khí trang bị và quân đổi bộ vồ ở Chu Lai á, thì lúc đó là chúng ta cũng phải nói rằng cũng chưa có cái phương án gì cho nó cụ thể so với lực lượng của mình, so với lực lượng của nó, so với tình hình lúc bây giờ thì nó là khó, nó là khó. Cho nên là quân khu ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu á, thì phải quyết là chọn một đánh một trận tiêu diệt một đơn vị, chứ không nói là đơn vị
bao nhiêu. Đơn vị thì có thể là tiểu đội, có thể là trung đội, có thể là đội, có thể là đoàn, có thể là đoàn trở lên. Để làm gì? Để mục đích á, là đánh. Một là hỏi gì? Họ khi thế của anh xuống, hay là rút kinh nghiệm trong Mỹ. Chứ còn chúng ta thực tế là chưa đến Mỹ bao giờ. Cho nên là Bộ Tài nạn Quân Khu đi chậm là tính động không nào. Hồi đó là tính động thôi nghe. Chẳng phải như bây giờ. Thì ban cán sự tỉnh đầu Quảng Nam á, thì lúc đó là tiểu tỉnh đầu thì Quảng Nam là có tiểu đoàn 30, là tiểu đoàn có nghĩa là đánh là thắng, đi là thắng, đánh là gì gọn, trong cái lớp không như thế. Thì chọn cái tiểu đoàn 30, thì trang cái tiểu đoàn 30 á, là có 4 đại đội. Thì đại đội 2 là một đại đội là đặc công quá của tiểu đoàn 30, có thể quánh được một binh và có thể quánh được đại công. Thế thì ban chỉ huy tiểu đoàn 30 là quyết định do trên đầu này đánh tiêu diệt một cái đại đội ở cứ điểm núi Thành. Thế thì chúng tôi trong ban chỉ huy tiểu đoàn nhận lệnh thì cử trinh sát, thì trong đó có tôi, ba đồng chí trinh sát, bây giờ anh đội trưởng đội 2 là anh Nguyễn Vũ Thành Nam đi chuẩn bị những trường sang. Thì đi chuẩn bị những trường sang là thấy ba đêm là rút rồi được rồi. Ban ngày á thì ở trên núi quan sát và cứ lần lượt xuống núi và tối là đột nhập để nắm tình hình, để chuẩn bị hướng đường hướng và nắm tình hình nữa là cái quy luật canh gác của nó, tình hình nữa. Thế thì bên ngày thì chúng tôi phát hiện thế này, tức là hoàn toàn là do trực thăng chở quân cho đến đổ vật, đổ thức ăn cho đến chở đi tắm, mà thường thường chở đi tắm là 4 giờ chiều, chở xuống cảng thì là 8 rồi chở về và cứ thế thay đổi. Ban đêm thì nằm tại chỗ, vì công sự cấu trúc quán thì cũng mới thôi, cho nên là làm cái hầm thôi, hầm tác chiến. Ban ngày thì tới tăng nằm ở dưới, ban đêm thì mở cái tăng ra nằm im tại chỗ. Về vật cản thì chỉ mới có cái hòn rồ bùi nhùng trồng thôi, tức là có nghĩa là hai lớp bùi nhùng ở dưới và một lớp bùi nhùng trồng ở đây, còn lựu đạn mình thì nằm xung quanh rồi. Thế thì tình hình như thế thì anh Vũ Thành Nam có về là bớt khó là cái tình hình cho ban chỉ huy và tỉnh đầu, ban chỉ huy tiểu đoàn và ban chỉ huy tỉnh đầu Quảng Nam là quyết định. Thế thì chúng tôi cũng không có thời gian chuẩn bị cho nhiều, mà đánh theo cái kiểu đặc công này ấy, thì so với đại đội 2 với chúng tôi thì cũng không phải là, cho nên cũng không thời gian chuẩn bị cũng không phải là nhiều lắm. Thế thì lo xúc tiến là gỡ thủ phó lựu đạn và trang bị chủ yếu là tiểu liên. Sử dụng lực lượng ở đó thì đánh vô núi Thành thì chúng tôi là 34 đồng chí. Trang đó là có 14 đồng chí trinh sát tăng cường của tiểu đoàn. Và riêng cái đầu 49 thì 12 đồng chí đặc công của V-16. Đây sử dụng lực lượng như thế. Về hướng tấn công thì đại đội 2 là một cái chủ yếu. Và có cái đơn vị còn lại, có cái bộ phận còn lại thì đánh hướng Tây Nam, hướng Tây Nam, tức là ở bên cái khu ở bên Ô Vung bây giờ đấy, là đến đây thì chỗ nó chỉ dòng sáng chỉ thôi, còn tất cả làm còn này. Thì riêng cái mũi chủ yếu của chúng tôi thì tổ chức thành nhiều cái tổ. Trang đó là có một cái tổ thật sâu. Tổ thật sâu có nghĩa là khi nổ súng thì tổ này nhanh chóng tiến đánh thẳng, chạ thẳng lên đi gọt vào cỏ, chạ thẳng lên đỉnh đồi, đánh cho tiêu diệt cho được cái đầu chỉ huy, cái thông tin liên lạc và cái vũ khí. Và chủ khí trên đó thì nó có cây đợi liên, cái cối, rồi thông tin liên lạc tiêu diệt được cái đó.
nghĩa là cái cách di vụ của từng từng cái mũi là như thế. Về hiệp đồng nổ súng á thì là lấy cái cầu ông Tăng là nổ súng trước, bởi vì tại sao lấy cầu ông Tăng? Vì hôm đó đặc công nước đánh á, là đánh đi theo lặn theo đường nước, là thả trâu thì bèo đi xuống đào cầu đánh, nhưng mà do cái kỹ thuật trắc trở cho nên xa 30 phút á, thì bên đây mới nổ súng. Về chiến thuật đánh á, thì bằng cái này, tức là dùng đó là ốp bí mật ốp sót đồng loạt nổ súng, thạc sao chi cát đứng nhanh gì gọn. Thế thì tăng cái chiến thuật này của quân giải phóng thì không có cái bắt tù binh với vũ khí nữa, nhưng mà lúc đó mình đến với Mỹ cũng chưa biết như thế nào, cho nên không nói đến cái chuyện bắt tù binh thu vũ khí, mà chỉ đánh nhanh gì gọn thôi, giải quyết nhanh chóng, giải quyết thương binh liệt sĩ, đó là kỹ lắng này thêm. Thế à, về trang bị á, thì chủ yếu là tôi phô gó với cái đường đàn trài, đi đoạn mà tăng cái cấp 3 là gốc cô cũng hạt đó, tức là ở dưới có cục sét và trên có con dừa nên là rút cái ném đó nè. Cái đó có tác dụng là ném rất xa, và cái khi đánh sâu nó còi dùng đánh không được cũng tốt thôi, cũng được. Trong súng cá nhân là chủ yếu dùng tỉ liên, như bọn tôi là tổ thật sau là dùng tỉ liên. Tỉ liên thì tỉ liên hầu nó không có phải co như bây giờ đâu. Tuy nhiên là chủ yếu tâm sông và tiên. Tiên thì có hơi lửa tiên, một cái tiên Mỹ và tiên Pháp. Và tiên